chưa bao giờ ăn sô-cô-la cả. Sô-cô-la ăn được à? Nhìn nha, nhà chị về chị chỉ mua kẹo mút này, kẹo tròn này, kẹo diện mềm thôi. Chưa ăn kẹo sô-cô-la bao giờ. Này ôi, cái kẹo nó to như này á. Không, ở trong này có kẹo nhỏ đấy. Nhưng ăn có ngon không? Ngon chứ. Để em bóc cho. Nhà em hay được ăn. Ngồi, mới sắm cái bà lùi hình nhé. Bố em vừa mua ở Sapa đấy. Ô thế à, thế mà không phải mua cho chị cái. Đây này. Wow, đây là kẹo sô-cô-la à? Sữa. Thế à, ăn như nào em? Mất mở ra. Xong cho hồ ăn thôi. Thôi em ăn thử đi nào. Ngon à? Như này đúng không? Xong ăn cả này à? Không, nó bỏ ra. Không bỏ ra này đúng không? Thua ăn cái kẹo nào mà nó cứ trắng trắng đen đen như này. Thua ăn được không? Được. Nắng lắm. Ngon nắng lắm. Nắng lắm. Nước đi từ nhà đi. Nắng lắm, không ăn được không? Ăn kẹo gì mà nắng vậy? Đi thôi, em nhớ rồi. Đúng là bà xà ngốc. Kẹo ngon như thế này ấy mà mà kêu đắng. Thôi mình phải ăn 1000 đi. Chán. Chán chị rồi. Ôi, ôi, em mang cái kẹo gì đến mà đắng thế. Chị phải vào nhà chị đánh răng nó mới hết đắng đấy. Thế mà bảo kẹo ngon. Chả ăn sô-cô-la đâu. Ngốc. Ngốc chê. Kẹo đắng như thế ăn làm gì. Mình phải ăn kẹo gì ngọt ngào chứ. Kẹo này đắng một xu muốn ngộp về. Ngọt ngào mà. Tại em ăn quen rồi, chị chưa ăn bao giờ nên thấy nó đắng lắm. Thôi em mang về mà ăn đi. Chị không ăn đâu. Cho ba lô. Cảm ơn siêu nhân nhá. Có kẹo ngon mang cho chị ăn. Nhưng mà cái kẹo này á đắng lắm, chị không ăn được đâu. Thôi đi về đi. Lần sau có kẹo ngọt thì hắn cho chị nhá. Mai sau em cho chị ăn chứ. Ăn chứ chứ chị ăn. Về nhá, bye bye. Trời ơi, cho người ta mang thân cho kẹo chưa ăn bao giờ. Ăn đắng ơi là đắng. Nả mình á, phải cố mất bao nhiêu lần nước. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.